Anh Sương Xuân, anh có hỏi là có tay mở cửa ngoài cả bên phụ và bên tài của Ford Transit không? Em có anh nhá. Đây là cái tay mở cửa ngoài, tay ngoài của nó này. Bên tài bên phụ nó khác nhau cái này, L là bên lái là bên tài, bên phụ là chữ R nhá. Tay này là hàng OEM anh nhá, dùng cũng khá ổn. Nếu mà có điều kiện anh em thì nên dùng cái hàng xịn thì ngon hơn. Hàng OEM này thì chất lượng được cái rẻ nhưng mà dùng cũng được, không đến nỗi. Anh em mình quan tâm thì cứ alo cho em hoặc là đặt hàng trực tiếp ở trên cái giỏ hàng bên góc này đầu ngón tay. Em có để cái giá ở thành sản phẩm trên đấy nhá. Cái tay này nó hay bị gãy ở cái chỗ chân này, hay gãy chân này là vì là khách giật mạnh quá, xong là cái nhựa này có thể là lâu ngày của nó sẽ bị oxy hóa, nó giòn nó dễ gãy thì nó sẽ hỏng, chứ ít khi nó hỏng được ở cái tai này với lại cái lò xo này. Đấy. Ok, anh em nào quan tâm đến cái sản phẩm nào thì có thể comment bên dưới nhé, em sẽ review sản phẩm đấy cho. Còn nếu mà cần phân biệt hàng xịn hàng thường thì cũng cứ comment bên dưới, em sẽ làm video chi tiết cho anh em nhé. Chào tất cả anh em.